Kính mong sư giải đáp giúp con hai câu hỏi. Như lời sư giảng trong một video thì sau khi con người tắt thở lập tức sẽ đi tái sanh. Vậy cho con hỏi tại sao vẫn có người gọi hồn được người đã mất, thậm chí đã mất 30-40 năm? Trường hợp này con đã được chứng kiến. Con đã từng chứng kiến ông ngoại con hy sinh năm 72, nhưng đến năm 2012 khi muốn chuyển hài cốt về quê thì ông ngoại con đã nhập vào mẹ con và kể lại câu chuyện ngày ông còn hy sinh mà gia đình chưa một ai biết. Sau khi nghe ông kể lại và đi thực tế vào địa điểm ông hy sinh, người dân kể lại trùng khớp. Con chưa hiểu về vấn đề này. Con muốn đặt ra câu hỏi là nếu sau khi chết sẽ đi tái sanh luôn thì tại sao có thể nhập hồn vào người khác? Nó đâu có cái, nó không hề có sự mâu thuẫn gì à. Chẳng qua là khi mà sư nói thì nhiều người họ họ sẽ sốc. Mà thực tế thì sư đã nói nhiều rồi chứ không phải là bây giờ sư mới nói. Là khi cái loài mà chúng ta gọi là cái hồn á, cái gọi là cái vong linh, cái hương linh á, thì nó có hai loại. Nói cho rõ thì nó có hai loại. Một á là hàng ngạ quỷ. Cái hàng ngạ quỷ thì vẫn tính là đã đi tái sanh rồi, chứ không phải là mình chưa đi tái sanh mà mình vứt ra vứt lưỡng thì không có. Hàng ngạ quỷ đã là chúng sanh khác rồi. Và nếu như mà mình muốn thì mình có thể gọi nó nhập thân mình thôi. Nó là chuyện bình thường. Cái thứ hai là những cái hàng gọi là địa cư thiên, tức là hàng phi nhân á, nó bao gồm dạ xoa nè, la sát nè, rồi các cái hàng càng phát bà nè, các cái vị trời mà bậc thấp, tất cả các hạng này đều nếu như mà mình gọi là mình muốn thì họ vẫn có khả năng nhập vào thân của mình. Đặc biệt á, ở trong kinh một là cái hàng dạ xoa nè, hai á là cái hàng mà càng phát bà. Thì hai cái hạng đó đó thì là rất là dễ gọi là mình gọi là nhập vong với nhập thân thì chuyện nó bình thường. Cho nên nếu như mà người thân của mình mà tái sanh vào cái hàng phi nhân á thì họ vẫn hoàn toàn có thể nhập, mình gọi là mình mời để họ nhà nhập vào thân của mình, chuyện nó bình thường. Ngoài ra đó nó còn một trường hợp khác nữa. Đó là cũng chưa chắc cái người mà nhập vào đã thực sự là người thân của mình, mà có thể đó là cái người ở gọi là ở lâu á, thì biết chuyện. Thì nói giống vậy nè, quý vị biết con ốc mượn hồn không? Tức là có một cái con mà nó sẽ mượn cái vỏ ốc của cái vỏ con ốc khác, nó chui vào nó ở đó. Thì ví dụ như người thân mình á mà đã đi tái sanh rồi, đi tái sanh vào cảnh giới khác rồi, không có ở đó nữa, thì có một vài chúng sanh thì họ sẽ mượn cái danh phận, họ có thể mượn danh phận của cái người thân mình vừa mất á. Rồi khi mà mình họ nhập vào thì họ sẽ mô tả là chính xác. Tại vì sao? Bởi vì á cái hàng phi nhân á, tuổi thọ rất là lâu. Mà tuổi thọ lâu như vậy đó, họ có thể họ biết nhiều chuyện lắm, họ nghe họ biết nhiều chuyện lắm. Cho nên họ muốn giả mạo ai đó thì chuyện nó bình thường, không có gì lạ. Tại vì mình chỉ gọi là mình chỉ nghe mình nói chuyện được một vài câu thôi, họ kể một vài chuyện là hết rồi, chứ không phải mình sống chung đâu. Cái người mà giả dạng á, mình sống chung một thời gian dài mình phát hiện ra ngay, tại đây không phải người thân của mình. Nhưng nếu như mà mình chỉ thông qua một vài thông tin, một vài lời kể thì rất là khó để phân biệt được. Cho nên là không loại trừ cái khả năng này ha. Vấn đề này thì không biết là sư Tuệ Thường có ý kiến gì không? Dạ thưa Đại Đức, thưa quý vị. Đại Đức hiện tại trình bày thì sư hoàn toàn đồng ý. Nhưng mà sư có một cái Đại Đức hiện tại có nói một cái vấn đề mà là khi mà một cái người mà gọi là một cái chúng sanh đi nhập vào cái thân thể một người đó đi
nói những cái điều mà giống như quá khứ vị lai rồi tự xưng thần Phật này đó, làm sư nhớ một câu chuyện. Câu chuyện này là chính sự chứng kiến luôn, chính bản thân sự chứng kiến luôn. Nên á, khi mà cái câu chuyện như vậy, để sư kể cái chuyện như vậy, đại loại như vậy là sư đến một cái nhà của, nghĩa sư đi với một vị sư bạn đến một cái nhà của hai hai vợ chồng Phật tử đó. Thì sư cũng không không biết hoàn toàn rõ hai vị này, nhưng mà khi mà đến đó thì thấy hai vị này cũng có một cái đạo tràng tu tập thì rất là lạ. Thì cái người vợ đó, thì nói là cái người nhập vô cái thời điểm đó nha, cái thời điểm đó thì cái người si mạch sư đã vừa đến nhà, thì cái người nữ đó là cho là bị nhập đó, đang là bị nhập đó, thì bị nhập vô thì mới xưng là xưng mới xưng là tôn giả Anan, nghĩa là ngài Ananda đó, xưng là Ananda. À, cái này là vấn đề thật sự, vậy xưng là người chứng kiến. Dạ, tên là Ngài Ananda, rồi nói là gọi là đưa ra những cái phương pháp tu tập đó, mà nói rất là buồn cười. Giống như khi mà hỏi là chánh định như thế nào, chánh định như thế nào không, thì cái vị đó mới giảng là chánh định là cái gì, thần định, trí định, tâm định đó, rồi nói là tu tập như bông cúc trắng gì, ôi nó tùm lum la chứ đúng không. Nhưng mà đại loại như là tự xưng thần xưng Phật, thấy không, rồi nói là đây là Phật dạy giảng bát chánh đạo như thật vậy. Mà cái hội chúng nó lúc mà sư xem trong cái màn hình nghe xem Zoom á, nghe giảng qua Zoom á, và có ở nhà đó cũng có thêm vài người nữa, thì cái hội chúng nó lên khoảng ở cũng gần 20 người á. Thì qua cái câu chuyện này á, qua câu chuyện mà sư kể cho vị nghe nè, không, thì có nhiều hạng, gọi là hạng, mình gọi là hạng mà khúc mộc khắc mài đi, cho dễ hiểu đi, mình dùng từ dân gian đi, không, mình không thấy được đó. Đôi khi họ giả thần giả quỷ rồi ngay cho ba chip bản thân mình, không, thì cái điều đó thứ nhất á, bây giờ mình chưa đặt câu hỏi là vậy bây giờ mình gặp những cái hạng đó mình đối mình cư xử họ như thế nào, thì nói chung là mình cứ bình thường chứ mình đừng cũng đừng đừng có quan tâm, đừng có lưu tâm họ quá, chứ không, với mình đừng cũng có nghĩ, đừng cứ nghĩ là họ là thần là Phật gì đó, nhưng mà mình vẫn có sự tôn trọng, quý vị hiểu không, tại vì có những cái hạng chư thiên họ cũng có thần lực, nếu mình lỡ bất kính họ thì họ cũng thể hại mình, cho nên mình cái thái độ, cái quan điều quan trọng nhất là mình vẫn phải giữ niềm tin nơi Tam Bảo, chứ không, chứ không phải một cái người nào đó bị nhập vô nói là ngài Ananda, ngài Xá Lợi Phất, rồi ngài Maha Ca Diếp, ta là ngài tôn giả Ca Diếp, không, ta là nhập vô vị này là chờ đức ngài Đức Phật tương lai để ra, không, bây giờ ta giảng cho quý vị nghe thế nào bát chánh đạo rồi tứ diệu đế, rồi mình theo đó, mình theo một cái người như vậy, mình cùng mình đương tự như vậy, không, thì coi chừng cái vấn đề mà tam bạ cái quy của mình phải xem lại đó. Rồi thí dụ ở đây là cái người thân mình đi, người thân mình đúng, nghĩa là sử dụng từ đúng, người thân mình về nha, thì hỏi những cái đòi hỏi để đi tái sanh đó, không, thì mình nên tham khảo ý kiến mấy sư nên làm như thế nào, chứ mình đừng có tùy tiện mình làm theo cái điều đó, rồi mình xem nó là quá quan trọng đó. Thì câu chuyện mà sư kể vị là câu chuyện mà sư trải nghiệm thật sự đó, để cho quý vị hiểu. Mình cũng xin kết thúc phần trả lời. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. À, sư có nói người bình thường sau khi chết sẽ tái sanh, sẽ được tái sanh ngay lập tức. À, vậy cho con hỏi, nếu tái sanh rồi người sống cúng dường rồi hồi hướng cho người mất đã mất đó, thì người đã mất đó nhận được hồi hướng không? Trong một bài sư đã có nói chỉ chư thiên và một loài ngạ quỷ mới nhận hồi hướng. Vậy nếu người đã mất tái sanh vào cảnh giới khác, ví dụ như là người hoặc động vật, thì hồi hướng đó sẽ đi về đâu? À, sư nhớ là sư cũng có nói luôn về trường hợp này. À, tức là nếu như người thân của mình tái sanh vào cảnh giới khác, như là vào loài súc sanh hoặc là vào loài người chẳng hạn, thì họ không nhận được. Đơn giản vậy thôi. À, tại vì nó giống như là bây giờ mỗi một cái loài chúng sanh á, nó có cái loại thực phẩm riêng. À, rồi cái thứ nhất, cái thứ hai á là họ phải được hay được biết. À, quý vị có biết là khi mà thưa thỉnh cúng dường Tre Tăng á, thì thường có một câu là mong cho các bậc ân nhân của chúng tôi được hay biết rằng
phước báo của lễ tra tăng này về phần các vị đó. Tức là các vị đó phải biết được thì mới nhận được. Còn khi mà vào cái loài thú rồi đó, hoặc là vào cái thai bào rồi, thì không biết được cho nên cũng không nhận được. Mà không riêng gì là phải đi tái sanh vào cái loài bằng sanh hoặc là loài người, mà dù sanh vào cái loài nhận được phước á, tức là hàng ngạ quỷ nhận được phước hồi hướng á, mà không được hay biết thì họ cũng không nhận được. Chính bởi vì như vậy, sư luôn nói với quý vị đó, có hồi hướng thì mở miệng ra mà hồi hướng, để cho người ta còn nghe, người ta còn biết, để người ta nhận. Còn mình cứ im ỉm trong bụng mình á, thì người ta không nhận được. Chứ đừng có nghĩ là mình cứ chắp tay mình lim dim mình niệm trong bụng á, là người thân mình nhận được. Chứ thưa là người thân mình không nhận được đâu nha. Không biết cái vấn đề này thì sư Tuệ Tường có ý kiến gì không? Đức Hạnh Tại trong nhiều bài giảng Đức Hạnh Tại cũng có nói rõ, mà hôm nay Đức Hạnh Tại nhắc lại cho nên là sư cũng không có bổ sung gì thêm, vấn đề nó quá rõ ràng. Xin kết thúc câu trả lời. Rồi, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Ở trong cái khung chat các bạn nói là nghe ngài Ananda nhập thấy phi lý đúng không? Nhưng mà có những trường hợp nó gọi là lừa đảo, mà nó gọi là lừa, có trường hợp là lừa đảo mà nó dốt, và lừa đảo nó khôn, nhưng mà tổng cộng cũng là lừa đảo. Họ lừa đảo, họ nói họ là ngài Ananda, mình thấy là nó phi lý rồi, mình biết là cái thứ này là thứ dốt rồi, dốt là mình không có tin. Nhưng mà nó nói ta là cha của ông á, hoặc ta là mẹ của ông á, đó ta là anh ông là chị ông vừa mới mất á, cái thứ lừa đảo đó thì coi bộ hơi bị cao cấp á, có khi là mình để tin. Cho nên á, là luôn luôn cẩn trọng nha. Đây. Vị này cũng lại hỏi về cái vấn đề ngồi hành thiền, và một lần nữa sư nhắc nhở là sư không có nhận trình pháp online. Dù là quý vị gửi qua đây, quý vị gửi qua Messenger, quý vị gửi qua mail, hoặc là quý vị gọi điện trực tiếp cho sư cũng không được. Quý vị phải đến gặp trực tiếp. Không riêng gì sư, mà bất kỳ một vị hướng dẫn thiền nào gần quý vị đó, quý vị cảm thấy tin được thì quý vị phải đến trực tiếp. Cái pháp hành đó là phải đến trực tiếp, chứ không thể thông qua gián tiếp với bất kỳ hình thức nào. Có vị vị đó giận sư nói ông này là ông ngã mạng, ông cống cao, nhưng mà giận chịu, giận chịu. Chứ còn mà sư là sư không hướng dẫn online.